嗯，比赛开始。好一点。其实。两个人轮转。可以看到女双的这个拍数是很多的，是，从比赛的这个第四分开始就已经开始拉多拍了，是的，还是要耐心，是。哎，球也是印尼球员在中前场的一个优势，或者是他们的一个特点，我们更多的特点。攻啊，或者说对某一拍，就是一定要把对方打死的。往我们下半区打，有一点点顺风。顺风。对，所以一定要在这个力度能控的这个范围。轮转，好，准备好，打不死啊，漂亮，七连球，可以。好，好球。还是形成多拍，连续的后场软压，杀一拍直线，好球，要准备好，嘛người hâm mộ Indonesia chờ đợi các vận động viên sẽ giành được huy chương vàng ở mỗi kỳ thế vận hội。Nội dung đôi nữ cũng là một trong những nội dung mà Trung Quốc giành được rất nhiều huy chương vàng. Họ đã tổng cộng có được 5 huy chương vàng ở các kỳ Olympic. Đôi vợt hàng đầu thế giới nhưng đều đã thất bại và không thể. Đó là kỳ Olympic mà cầu lông Trung Quốc đã chiếm trọn cả 5 bộ huy chương. 5 huy chương vàng ở 5 bộ huy chương của môn cầu lông.Có cả ở Thế vận hội lần này, một số tay vợt đã phát hiện vợt bị gãy và chạy ra ngoài thay vợt. 12-13. Khả năng di chuyển cũng như phòng ngự là vô cùng bền bỉ, hỗ trợ cho nhau rất tốt ở trong những pha cầu vừa qua.
Thank you.